tiền đấy. Vâng, đó là cái súp BVK604Y của anh Vượng ở Hoàng Hoa Thám Hà Nội ạ. Vâng, anh đặt bên em một cái súp BVK604Y 330 mặt trước mà bên em đang test cho anh ạ. Vâng, anh Vượng, như đây là sản phẩm mới bên em test sẽ gửi cho anh và bảo hành 1 năm nữa, 1 trong tháng đầu. Đó là cái chế độ bảo hành của công ty. Vâng, tiếng trầm rất sâu đấy ạ. Vâng, thì bên em đang test cái chất trầm mà anh Vượng đã đặt. Vâng, và bên em đang lấy tín hiệu từ cái máy lưng tiếng tê đeo tích mã là CB600 ạ. Vâng, và một cái đẩy một cái vang cơ lai số mang thương hiệu WeWood. Vâng, mã là K10BL. Và một cái đẩy 4 kênh cũng thương hiệu WeWood đến dòng công nghệ Mỹ 4850L, dòng đẩy cao cấp. Vâng, thì đây phía sau cái súp ạ. Vâng, đầu tiên là cái vẻ bề ngoài của cái súp đó. BVK64Y 330 mặt trước thì được làm bằng màu vân gỗ rất là đẹp và sang trọng, tiếng chập rất là uy lực. Và những cái dòng chập điện này có thể tích hợp được cả với âm ly các bác nhé. Thì các bác có âm ly các bác có thể chơi chập điện thoải mái. Vâng, đây là phía sau. Và đây là tín hiệu chập bên em đang cho của anh nó đánh đấy ạ. Vâng, test sẽ gửi rất là mạnh. Và em thử tắt chập của anh đi ạ. Vâng, đây là nhạc không chập anh nhé. Vâng, đặc biệt cái dòng này là hàng của Trung Quốc. Vì thế anh yên tâm sử dụng cái sản phẩm rất là chất lượng. Vâng, thì không có châm thì rất là khác anh nhé. Anh em thử bật châm lên đi ạ. Rất sâu. Vâng, kết nối thì có rất nhiều hình thức kết nối. Chúng ta có thể kết nối bằng cầu đỏ đen từ đằng sau cầu loa, hoặc là cầu âm ni, hoặc là những cái đẩy có những cái cầu đỏ đen chúng ta có thể kết nối được, hoặc là kết nối bằng các dây tín hiệu AV cũng rất là tiện lợi. Vâng, xung quanh đánh rất là mạnh đi ạ. Rất là mạnh vì là lỗ thông hơi làm ở phía dưới. Vâng, đây là phía bên trong. Cái mặt đáy căng lụa được sở hữu một cái bát 30 rất là khỏe. Vâng, đang đánh anh nhé. Vâng, nghe một bản nhạc hay thì chúng ta lên hỗ trợ trầm để cho cái giải siêu trầm nó hỗ trợ cho một bản nhạc được ấm, sâu và dễ chịu. Rồi anh Vượng nha, hiện tại cái súp BVK604Y của anh hoạt động rất tốt. Vâng, CD em xin phép được bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh. Vâng, tôi cùng em thay mặt công ty chúc anh Vượng và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công trong cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.